Tiểu Hí gặp biến giống hiền hồ, bị dâm dỗ xin link 12 phút, CDM liền tìm ra bằng chứng minh oan. Một số diễn đàn mạng xã hội hiện đang chia sẻ thông tin về một đoạn clip được cho là cảnh tình cảm của một cặp đôi. Đáng nói, nhan sắc của nữ chính có phần khá giống với vợ quốc dân Tiểu Hí. Ngay lập tức, phía nữ TikToker đã lên tiếng phủ nhận. Tiểu Hí được gọi với biệt danh vợ quốc dân từ sau video cô nàng mặc áo quây nhún nhảy trên nền nhạc Hạ Còn Vương Nắng. Nhan sắc xinh xắn đáng yêu và làn da trắng như bông bưởi đã giúp nữ TikToker trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu mến. Mới đây, nhiều trang mạng xã hội râm ran tin đồn hot girl bị phát tán video nhạy cảm dài 12 phút. Từ khóa Tiểu Hí clip cũng có lượt tìm kiếm tăng đột phá trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, nhiều cư dân mạng bất chấp những quy định của mạng xã hội vẫn chấm hóng để xin link, dù nguy cơ sẽ bị mất nick. Đây là hành động đáng lên án của một bộ phận dân mạng. Khi nhiều tài khoản vào trang cá nhân để lại những bình luận khiếm nhã, Tiểu Hí bày tỏ thái độ không hài lòng và khẳng định cô gái trong video đang lan truyền không phải là mình. Bạn nào có link thì gửi mình với, mình xin hậu tạ luôn ạ. Mình xin đính chính là mình không biết bạn gái trong clip đó là ai, người đẹp chia sẻ. Liên hệ để tìm hiểu thêm, quản lý cho biết Tiểu Hí đang bị tổn thương vì những lời nói tiêu cực của một số dân mạng khi vướng vào thị phi từ trên trời rơi xuống. Quản lý của nữ TikToker cũng khẳng định đây là clip cũ của một cặp đôi nào đó. Bên cạnh đó, tin đồn Tiểu Hí lộ clip nhạy cảm rộ lên từ năm 2021 nhưng bây giờ lại tiếp tục bị kẻ xấu lợi dụng tung tin. Hí không có hình xăm ở ngực như cô gái trong clip. Hy vọng mọi người chọn lọc thông tin, đừng dễ dàng tin tưởng thông tin không xác thực trên mạng, người này bày tỏ. Trước đó, Tiểu Hí cũng từng trải lòng với chúng tôi về mặt trái sau khi trở thành hiện tượng mạng. Nữ TikToker thừa nhận sự nổi tiếng mang đến cho cô nhiều cơ hội nhưng kèm với đó là những ồn ào đời tư ngoài ý muốn. Có thời điểm tôi suy nghĩ rất nhiều, suy sụp, giảm 6kg vì những thông tin bịa đặt lan truyền tràn lan trên mạng xã hội, người đẹp tâm sự. Cô cho biết sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô thấy bản thân mạnh mẽ hơn và có thêm bài học để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, nữ TikToker cũng tiết lộ thêm rằng sau gần 2 năm nổi tiếng với clip nhảy trên TikTok, cuộc sống và công việc của cô có nhiều thay đổi, thu nhập ổn định hơn. Tiểu Hí được nhiều người biết đến, yêu quý hơn, mỗi khi ra đường cũng có người nhận ra. Việc trở thành một TikToker đã giúp tôi có mức thu nhập ổn định, lo được cho gia đình và chính mình, được nhiều người biết tới, Tiểu Hí cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc vì điều đó. Hiện tại tôi đang cố gắng để phát triển bản thân, theo đuổi con đường nghệ thuật với vai trò diễn viên hoặc người mẫu ảnh chuyên nghiệp, nữ TikToker bày tỏ. Tiểu Hí tên thật là Nguyễn Thủy Tiên. Trên trang cá nhân, Tiểu Hí giới thiệu đến từ Móng Cái, Quảng Ninh, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Tiểu Hí nổi lên trên mạng xã hội từ đầu năm 2021 với clip mặc chiếc áo trắng nhảy trên nền nhạc Hạ Còn Vương Nắng. Sau đó không lâu, Tiểu Hí được nhiều người yêu ái gọi là vợ quốc dân. Thời điểm đó, rất nhiều clip của Tiểu Hí đạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem dù nội dung đơn giản chỉ là nhún nhảy theo điệu nhạc. Mới đây, cô gây chú ý khi xuất hiện trong bộ phim Biệt Dược Đen. Tiểu Hí tiết lộ, cô vào vai một tiểu thư nhà giàu thuộc hội bạn của 4 thành viên City Boy và bị dụ dỗ vào con đường chơi chất cấm. Dù chỉ lộ diện trong vài phân đoạn nhưng nhan sắc Tiểu Hí nhận được nhiều sự khen ngợi từ khán giả. Trở lại với tin đồn lộ hình ảnh riêng tư trên không gian mạng, thời gian gần đây, nhiều fanpage và hội nhóm liên tục đăng tải bài viết lộ clip như Kiều Nữ và Đại gia Quảng Ngãi hay Hiền Hồ 10 phút 33 giây giây. Tất cả những thông tin này đều chưa xác thực và chủ bài đang sử dụng chiêu trò gắn đường link lạ để câu tương tác từ người dùng mạng. Theo các chuyên gia công nghệ thông tin, việc dân mạng đổ xô truy cập những đường link lạ có thể dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, gây ra nhiều hệ lụy về sau như tiếp tay cho việc vi phạm thuần phong mỹ tục, bị lợi dụng để làm những chuyện vi phạm pháp luật.